giống cá tê nhưng mà dạng cá tê cứng á, không phải mềm. Cá tê dạng cứng nha. Đó. Cá tê không phải mỏng le mỏng lét dày. Nó giống như cá tê chứ em cũng biết kêu bằng gì nữa chị ơi. Nè, rất là dày dặn luôn. Dày dặn không phải mỏng le mỏng lét thôi, chị nhìn cái áo chị biết rồi nè, thấy không? Đứng phơm nó đàng hoàng. Rất đẹp. Xích ly nè. Lấy bấm giùm em là sơ mi ha, sơ mi. Sơ mi 70 nha. Chị lấy không chị? Lấy sơ mi bấm sơ mi 70 giùm em nha. Lấy sơ mi bấm sơ mi 70 giùm em. Dạ ok chị ha. Nó mát, siêu mát luôn. Đây sơ mi nữa nè. Đó. Sơ mi phơm rộng nha. Đó, phơm rộng. Mọi người thấy không? Cái cổ của nó là nó bo bông, nó viền 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 hết luôn. Chất này mặc rất là mát luôn nha mọi người nha. Đó. Bao khoáng mát, bao thấm mồ hôi. Ai lấy bấm cho mình 70 khoai luôn. Sơ mi này phơm từ khoảng 62 kg đổ lại mặc vừa cho mình ha. Đó. Tay của nó là tay nó rộng như vậy nha. Nó ngoài nó ôm lại. Tay bồng nút nè. Giải nó bo hết cái nút luôn, nói chung là rất đẹp luôn. Ai lấy bấm vô mình 70 luôn ha, phơm 62 kg đổ về luôn. Xl ai lấy bấm giùm mình 50 khoai chân váy nha. Ở sau có dây kéo nè. Đó. Ở trong có quần trong luôn, ở trong có quần trong sẵn luôn, đẹp cực kỳ luôn, màu hồng. Ai lấy bấm giùm mình 50 khoai ha, chân váy. Phơm này phơm 60 kg đổ về, 60 kg đổ về mặc thoải mái. Đó. Đỏ 70 giùm em, cá tê lụa mềm mại. Thấy đỏ. Ok chị. Ngọc Mỹ, có chị lấy trước rồi Ngọc Mỹ ơi, chị lấy trước rồi. Chị Hương lấy trước rồi. Sơ mi trắng rồi nè. Cái này chất rất là đẹp luôn. Cái này chất đẹp xuất sắc luôn. Bà nào thích cái màu trắng thì lấy màu trắng. Ôi, cái này hàng xịn luôn á. Chất đẹp xuất sắc luôn. Màu trắng 60 kg đổ về. 60-62 kg đổ về là vô tư luôn nha mọi người nha. Chất rất là đẹp luôn.
Đó, bạn nào lấy cho bấm cho mình bao nhiêu? À, 80 khoai, 80 khoai chắc đẹp quá. Tính 800 mà thôi, bán 80 luôn. Hàng này là phải mấy bạn lên mạng là phải từ 290 390 thật sự luôn cái chất này. Bạn nào lấy trắng bấm trắng nha. Hàng Quảng Châu. Trắng bấm trắng 80 khoai. Ok chị. Chị Hương. Con say lũn dạng nó bóng lũn như vậy nè, phơm dài nha, đó phơm phọc dài, phơm rộng phọc dài nè, phơm này 62 kg mặc về thoải mái luôn cho mình, cái này xe 60 khoai thôi, dễ nó bóng bóng vậy nè bạn, như là lũa bóng vậy đó, bạn nào thích không cách bóng bóng vậy bạn. Xeo cho bạn 60 khoai thôi nha, 60. Bạn nào lấy xanh thì bấm xanh 60. Phương 62 kg độ dày mặt vừa hết giùm mình nha. Xanh này có màu nữa nè. Màu này nữa nè. Màu này mặt hơi bị tây luôn nha mọi người nha. Xeo luôn 60 khoai. Màu này là màu hot trend nè. Đó. Vàng. Ai lấy cái này bấm màu vàng đi, nó mà là màu kem chứ không phải màu vàng. Kem 60 luôn. Ok, Moon Moon là 60 nè. Moon Moon lấy 2 cái luôn cưng ha. Cái này rất là đẹp luôn. Tại giải bóng bóng mình không thích, mình bán rẻ vậy đó. Dạ đúng rồi, cái trắng cho chị á chị ơi. Cái trắng cho chị nha. Ok, Moon Moon vàng. Mình muốn lấy một cái vàng ha. Cái trắng cho chị á chị yêu ơi. Đây, cái cục tay này. Ờ, cái cục tay này cũng cắt tơi lụa luôn, quá đẹp luôn. L. Tầm form là tầm khoảng 60 kg đổ dày giùm mình, mặc thoải mái luôn ha. Người thấy không? Cái cổ nè, hàng Quảng Châu nó rất là đẹp luôn. Nút nè, nó rất đẹp, chất nó rất đẹp luôn đó. Ai lấy bấm giùm mình 70 khoai ha. Sơn phơm này là cứ 60 kg trở về là bao thoải mái, bao đẹp luôn. Em lấy cả hai à, ok cơ. Ai lấy trắng bấm trắng giùm mình ha, 70 khoai rất đẹp. Mai đi lấy chồng hay gì mà xả bữa cưới. Quỷ xính buồn buồn nè. Mai thằng mới về không có xả nữa đó, thằng mới không có nổi. Ai lấy trắng bấm trắng nha. Ok, cưng bỏ mấy cả hai nè. Con bấm về tay nữa nè. Trời ơi, trời ơi. Quá đẹp mọi người ơi, nó. Ai lấy cái này bữa nay sale cho mọi người, hàng này hôm bữa là mình bán từ 100 tới 150 nha. Hàng này ai lấy bấm giùm mình bao nhiêu? 80 khoai luôn, sale luôn cho mọi người 80 thôi. Hàng này chất nó đẹp xuất sắc luôn. Tay là tay bản to giùm mình luôn. Tay bản to giùm mình nha. Tay bản to. Rất rất đẹp luôn. Form 60 kg đổ về là mặc ok hết. Ai lấy bấm giùm mình 80. Chị ơi, sao hàng của em chưa tới nữa? Như Nguyễn hả? Để chút chị kiểm tra nha cưng. Bây giờ mọi người thông cảm, tại vì cái tình hình nó dịch bệnh, nó có nhiều cửa hàng á, tự nhiên ví dụ nó nhận hàng rồi đúng không, ngăn hoài đó luôn, tự nó trả ngược về cho mình luôn, chưa giao nhưng mà nó trả ngược luôn, không hiểu sao kiểu như nó tùm lum vấn đề đó. Để chút chị xuống like chị kiểm tra cho cưng nha. Có áo cọc bằng vải von thì để chị nhé. À, áo cọc bằng vải von mấy bữa không biết. À, em hôm nay nhận rồi, ok. Tại bạn gửi cái seven đó. Chị cha nè. Ui, chị Hương 80. Sơ mi trắng có người lấy bên mình nè. Có chị lấy nè nha. Cọc dễ vô nè.
Chị chốt hàng cho em chưa? Đây, của Ngọc Vy đóng rồi nè, mà chưa gửi. Chút khuya chị đi gửi. Chút khuya này chị đợi đi gửi, đóng xong rồi cưng. Khuya nay chị đi gửi cho nghe. Chị mới đi học về luôn. Trời ơi, bận mọi người chạy cũng kịp thở. Quá bận rồi. Đây, một con trắng là phơm dài cho mình. Đó. Cái con này mấy bạn có thể mặc với lại một cái đùi quần đùi riêng vậy nè. Đó. Đó. Mặc quần đùi riêng như vậy, nó phọc dài như vậy luôn. Giống như mặc xéo gấu quần ấy, rất đẹp luôn. Đẹp xuất sắc chưa? Đó. Ai lấy bấm giùm mình bao nhiêu? 70 khoai luôn. Sale luôn 70 khoai. Size là size ML mặc được, cứ là form mấy bạn 60kg đổ về là mặc đẹp. Bao đẹp, bao bao dừa ha. Ai lấy phục dài nè, bấm giùm mình phục dài ha. Ai lấy phục dài, bấm phục dài giùm mình. 70 khoai luôn. Mặc những cái quần đùi riêng vậy là đẹp rồi. Đâu cần phải gì nữa đâu. Đơn giản. Ok chị Nga. Chị Nga 70. Chị Nga lấy trước rồi nha mọi người. Đây một con trắng dài tay nha. Đây phơm này phơm vừa vừa nữa bạn, không có bự lung nha. Khoảng 58kg đủ về là mặc đẹp cho mình. 58kg đủ về mặc đẹp cho mình. Nút nè. Nút là nút cẳng hết vậy nha. Đó. Ai lấy bấm cho mình 70 khoai luôn, màu trắng. Chắc ca tê lụa nha bạn. Ca tê lụa mềm mại. Ai lấy bấm cho mình trắng nè. Trắng 70 luôn. Trắng 70. Đúng rồi, sao? Ai lấy trắng bấm trắng giùm mình 70 nè. Con này của nam giùm mình nha. Trời ơi, chất nó đẹp nhức nhói luôn. Ai lấy bấm giùm mình 100 đồng. Xuất sắc luôn, của nam nha mọi người nha. Đó, nam này là size L của nam. Size L của nam mặc thoải mái giùm mình. 75-80kg gì đó dê lại là ok hết. Nam, ai lấy nam bấm nam 100 đồng. Chất đẹp cực kỳ luôn nè. Bạn thấy không? Form như vậy ha, mặc rất xa. Lấy nam bấm nam 100 đồng giùm mình. Hàng logo túi luôn. Nhức nách. Ok, Thu Hồng ha. Hà Thị Thu Hồng. Là luôn giùm mình hàng xịn, hàng của pha lầy luôn này ạ. Hàng này hàng xịn. Form 60 62kg đậu dày, 62kg đậu dày giùm mình. 62kg đậu dày giùm mình ha. Nhắn tài. Ai lấy bấm giùm mình bao nhiêu? 80 khoai luôn. Hàng coi là cổ nó xe mai. Trời ơi. Form 62kg đậu dày giùm mình ha. Ai lấy bấm giùm mình là cái gì? Cái này cái gì ta? Xanh. Xanh 80 khoai luôn. Hàng này hàng rất đẹp luôn. Con sơ mi. Trời ơi, con
con sơ mi dài tay. Ê, cái này của nam nữa nè mấy bạn, của nam nữa nè, mấy coi size gì, không biết size gì ta. Đâu, nam này là 75 kg, 75 kg, giờ dài 78 kg, nói chung là dưới 80 kg thì mặc ok, đẹp cực kỳ đó nam. Anh lấy nam bấm nam giùm mình ha, 100 đồng, chất rất đẹp mấy bạn. Trời ơi nè, hàng là bao xịn sò chứ bạn luôn. Lấy nam bấm nam giùm mình ha, nam 100 đồng. Ok bạn Hà Thị Phương Hồng. Xịn sò luôn á thiệt á. Trời ơi, cái mạc, trời ơi, cái mạc nó cứng ngắc luôn cái này. Anh lấy áo nam, bấm áo nam giùm mình 100 đồng, 100 đồng, 78, 80 kg đổ về. Nam 100 đồng giùm mình.
Ok, bằng Lisa nè. Con hót trên tao bao nữa nè, mấy bạn chắc cũng đã có coi qua rồi đó nè. Con von này nè, nó rất là bự như thế này luôn. Tôi thấy là cái người mẫu là nó mặc cũng bự dần dần vậy đó. Cái này là tôi thấy người mẫu nó mặc bự vậy đó mấy bạn. Cái kiểu này là nó bự vậy đó. Cái này là của nữ hay của nam vậy trời, để mình coi kỹ lại coi. Bữa là thấy cái người mẫu nữ nó mặc mấy bạn ơi, người mẫu nữ mặc nha, cái này của nữ nha các bạn, form bự mà nó dài như vậy đó. Bạn nào lấy cho mình bao nhiêu? 80 khoai luôn, 80 khoai, cái hàng của tao bao đó. Anh lấy von 5 von 80 giùm mình nha, form này là freestyle, bởi vì nó form nó rất là rộng luôn. Anh lấy von 5 von 80 giùm mình. Ok, đã chia sẻ nè, ok bằng Lisa nè. Dạ. Đừng có đi vô đây nha. Chưa có gì hết bốc thăm. Lisa chia sẻ nè. Huỳnh Ngọc Mỹ nè. Đúng không? Bởi chị nói mà hàng tao bao đó, hàng tao bao đặt về là cũng phải trăm mấy rồi bạn, hiện tao bán 390 là đúng rồi. Nói chung là cũng không. Tao bán giá đó thì đúng rồi. Lấy về đã trăm mấy rồi mà. Đây, sơ mi nam nè bạn. Cái này chắc nữ quá chứ không phải nam đâu. Đó, cái này nữ hay nam gì đó cũng không biết luôn nữa. Các bạn coi cứ nam nữ gì mặc chung cũng được. Form này khoảng 65-70kg đổ về nha. Đó. Nam thì 70, nữ thì khoảng 65kg đổ về cho mình. Ai lấy bấm cho mình 60 khoai nè, bông. Bông 60 ha. Bông này 60 chắc cả tê lụa luôn bạn. Mình nó cực tay với mình phía nay gửi á cưng, đóng rồi một số chị báo cho nha. Anh lấy bông bấm bông cho mình nha, 60 khoai luôn. Đây cái này nữa nè, một kiểu mọc luôn. Này cái nam á, mình thấy nó rất bự dài. Bấm nam cho mình 60 khoai luôn. Con đi lên cỡ đi con. Rồi bỏ một cái đi rồi bỏ lại đi. Rồi ok, đi cho mấy gì coi đây. Có gì bấm thăm quá. Ai trời này à. Ai trời mẹ. Trời ơi trời, nó bóc cái gì vậy?
gì mắm gì ngọc mỹ nữa nè, Chanel, ngọc mỹ nữa, Chanel, lại mày luôn á, mày sao mày vô mày bắt toàn là gì ngọc mỹ mày không vậy, đi ra đi, đi ra ngoài đi. Trời ơi, trời, cái thằng này thiệt. Công nhận. Ôi, một con này hàng xịn nữa nè mà. Nó chất dày dặn nha. Con này thì mấy ông chồng thật từ 65kg đổ về, 70kg đổ về thôi. 70kg đổ về mặc được thôi nha mấy ông chồng. Rất đẹp luôn thấy không? Ai lấy bấm cho mình 100 đồng của nam. Xuất sắc chưa cái này mà. Ai lấy bấm cho mình 100 đồng nha. Bắt thầm. Ok, Alibaba chưa mà. Tối ngày mà chưa bán gì hết mà con cứ lại bắt thăm không rồi chết được rồi. Rồi, đi vô đi. Để con ăn thả nè chai nè. Cứ lại đòi bắt thăm miết luôn.
Nhã Nhã nè. Ok, Nhã Nhã đã chia sẻ nha. Ủa Thi Lê 80 hả, không thấy rồi. Ok, Ngọc Vy nè. Vừa cưng ơi, mấy form này là chị bao cho cưng là từ 60kg, 62kg đổ về là vừa hết nha. Này áo form rộng không mà. Ok, muôn muôn nha. Cái sọc này cũng quá đẹp luôn. Cái này là nó mặc như thế nào vậy cà, trời ơi. Kỳ quá vậy ta. Lấy cái móc móc lên cái này. Không hình dung được luôn. Ơi kiểu này lạ nha, kiểu này rất lạ luôn. À nó như vậy nữa mà. Ôi rất là đẹp luôn nha, form dài nha. Ai lấy bấm cho mình bao nhiêu 80 khoai giùm mình. Ở đằng sau của nó nè, đó, form nó như thế này nha. 60 62 kg đổ về là mặc bao nhiêu giùm mình. Chất rất đẹp nha, lạ chưa? Mình mặc vậy mình mặc form giống quần các bạn nè. Mặc form giống quần, mặc chiếc quần sọc trong giống quần. Chất rất đẹp luôn nha. Mặc nó thiết kế hai cái sọc máy ấy gì đó. Ai lấy áo bấm áo giùm mình ha, 80 khoai. Sơ mi 80 khoai giùm mình. Sọc 80 nha. Áo này rất đẹp luôn á. Sọc 80 nha. Sọc 80 giùm mình. Alibaba ơi 80 nha. 80. Áo đó 80 khoai nha. Ok bạn nè. Trời ơi. Này. Đây. Cái trắng này. Trắng này xem cho bạn bao nhiêu. Đó, 80 khoai luôn giùm mình, trắng. Ai lấy trắng bấm trắng. Form 62 62 kg đổ về mà. Bao đẹp. Chắc cái tê lụa dày dặn giùm mình đó. Ai lấy bấm giùm mình 80 khoai ha. Size L, XL mặc được hết bạn. Lấy trắng bấm trắng giùm mình 80 ha. Kệ sọc. Alibaba 180. Nếu như mà bạn nào mà gửi bưu điện á, mà nhận hàng được bưu điện á, là bưu điện là mình 1.500 là mình bao phí nha. Còn bạn nào mà muốn gửi dịch vụ á, là phải 2.000 mình mới bao phí nha. Bạn nào mà nhận hàng được bưu điện á, bưu điện mà nhận hàng được á thì hả nhận bưu điện nha. Bưu điện có nhiều người á không nhận hàng. Ơi trời, cái này chắc rất đẹp luôn, giống như chất Hàn Quốc vậy đó bạn. Quá đẹp luôn đó. Ai lấy bấm cho mình bao nhiêu 80 khoai luôn. Sọc vàng, sọc vàng 80 giùm mình, rất đẹp. Phơm mỉm mai kiểu phơm gọng gọng Hàn Quốc, dấu quần đồ này kia vậy đó. Mặc rất sang nha nữa. Ai lấy sọc vàng, bấm sọc vàng giùm mình 80, chất rất đẹp nha. Cái này chất rất là mát luôn á. Hàng của cái hãng gì? Chili Kaka gì nè. Nè hàng giống y như cái bọc ngoài luôn nè bạn. Ai lấy bấm giùm mình 80 sọc ha. Sọc vàng 80, sọc vàng 80. Áo vàng ok bạn nè. Trời ơi, wow. Cái này xuất sắc nữa. Cái này quá xuất sắc. Ai lấy bấm giùm mình 100 đồng đi. Size, nó để là size M. Size M đó. Nhưng mà form nó khá là to, cho nên mấy bạn từ 55-56kg là mặc vô tư giùm mình ha. 55-56kg mặc vô tư giùm mình. Quá xuất sắc luôn. Ôi, cổ tay nó nè. Đẹp chưa. Ai lấy áo này bấm giùm mình là 100 đồng ha. 100 đồng áo xanh.
Alibaba áo xanh. Mới gửi vậy. Mai gửi bạn ơi, mai gửi. Mai gửi hàng nha quý vị. Ai mà biết sao không? Này đóng mận hết bọc. Đóng nửa chừng hết bọc, không có bọc đóng nữa. Trời ơi chán thiệt chứ. Chân váy xem mờ mấy bạn. Chân váy xem mờ, chân váy này là công chúa luôn như mình luôn. Nó hai ba lớp luôn, nó rất là phồng luôn, rất đẹp luôn đó. Bạn nào mặc xem mờ nha. Xem 52-53 ký đủ dày giùm mình. Ai lấy chân váy bán chân váy 80 khoai thôi. 80 khoai giùm mình. Hà, chuẩn luôn. Bạn chuẩn công chúa chưa? Đó. Ai lấy chân váy bán chân váy giùm mình ha. 80. Địa chỉ cho mình xin địa chỉ nha. Size L giùm mình đây. Cái này size L của nam mấy bạn. Cái này size L của nam giùm mình nha, của nam. Của nam size L nè. Bạn nào lấy bấm cho mình 150 khoai nha, L của nam nha. Tầm khoảng 75 kg đủ về các bạn. 75 kg nam. Nam 75 kg 150 khoai giùm mình. Có vài bạn chưa cho địa chỉ luôn. Đóng hàng xong rồi tới lúc mà đi á, không thấy địa chỉ đâu. Thấy địa chỉ đâu, gửi được đâu. Áo hàng cô tông xịn nha mọi người. Áo hàng cô tông xịn. Ai đấy bấm giùm mình bao nhiêu. Sale cho bạn 70 khoai luôn. 70 khoai. Áo hàng cô tông nha. Form là form 60kg đổ về mặc được ha. Form 60kg đổ về mặc được. Hàng cổ tông rất đẹp luôn nha. Nam nữ đều mặc được cho mình. Ai lấy bám cho mình là 70 khoai nha. Hàng xịn luôn á. Hàng cổ tông 70 khoai. 70 là thịt vàng hơn. 70 là bấm chiên châm dữ vậy. Bỏ thêm cho tôi. Con này ai mặc lên mã tặng 10 đồng giùm mình đó. Lên mã tặng giùm mình ha. Tặng 10 đồng giùm mình này. Giống như dài giống quần đó nè. Tặng 10 đồng. Form này 60kg đổ về mặc được nha. 60kg đổ về mặc được. 10 đồng. Tặng 10 đồng. Cho bạn Huỳnh Ngọc Mỹ nè. Quay qua tiếp bên đây. Quay qua tiếp bên đây. Đây. Đen không nè bạn. Đen toàn đen luôn đó. Bạn nào lấy đen bấm đen giùm mình. Phơm này 60kg đổ dày ha đó. 60-62kg đổ dày giùm mình. Ai lấy đen bấm đen giùm mình 60. 60 khoai ha. Này nam nữ đều có thể mặc được nha bạn. Mấy bạn có thể mua cho chồng, cho người yêu gì mặc cũng được. Chứ không nhất thiết là mình phải nữ mình mặc đâu. Áo thun là nam, nam nữ đều có thể mặc được giùm mình nha. Đầm là hàng chất u mì xịn luôn bạn ơi. Hàng Quảng Châu chất xịn luôn nha. Trời ơi. Cái này dây rất là đó. Size này là size S nha bạn đó. Mấy bạn size S. Bạn nào mặc size S lấy hàng chất rất là đẹp. Đây hàng Quảng Châu xịn luôn. Size S ha.
Ai lấy combo này nè, sale cho bạn bao nhiêu? 120 khoai luôn. 120. Rồi bạn nhận cái hàng, cái chất nó rất đẹp. Ở sau nó có cái dây kéo. Ở sau có dây kéo nha. Ai lấy đầm bấm đầm 120 khoai giùm mình. 120. Lắm chị, trời ơi, cảm ơn cưng nha. Cảm ơn cưng nhiều nha bé ơi. Đây nè, phone cục tay nè, chị gì chị ấy ơi. Ú hù chị ơi. Đây. Lấy lên cho em 80 khoai nha, chất rất là đẹp luôn nè, mọi người thấy không, dễ thương. Ở trong nó sẽ có cái lớp lót cho mình luôn nè. Ở trong nó có một cái lớp lót luôn. Nào lấy màu hơi cam cam, đánh cam đi. Cam 80. Rất là dễ thương. Ok, chị Phan Khiết Phương nha. Phan Khiết Phương trước rồi. Em kêu bà không chịu bấm nhanh. Có khách lấy rồi. Ta hú trước rồi. Phan Khiết Phương. Rồi, 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 rồi. Dính mật rồi. Giết cái giết nó tọt xuống cái lỗ, nó dính hết một miếng mực vô rồi. Quý vị ơi, mẹ ơi. Đó nè. Chán thiệt chứ. Đây. Giờ bánh giao bán ấy nè. Nè, mới giết dính miếng mực vô rồi nè. Mọi người về giặt giùm mới sale luôn. Mọi người 50 khoai nha, bạn nào thích thả lấy. Bạn nào thích thả lấy. Đâu rồi? Đây. Mới cái giết mới dính vô chích nè. Nè. Kệ em. Dạ, chị ơi, nếu như chị đồng ý thì em sell cho chị 50 nha, chị dày giặt cho em. Trời mới giết nó tọt cái giết nó, cái bọc nó bị rách hết miếng lọt vô miếng. Tức chết không. Phan Thiết Phương. 50. Chết đời. Chị ghét gì đâu quá. Dạ ok, cảm ơn chị nha. Tại em báo trước tại mất công. Đây, ồ, áo dài tay này chất rất đẹp luôn mấy bạn đó. Phơm 60kg đổ về giùm mình, nam nữ đều có thể mặc được nè. Ai lấy áo dài tay bấm áo dài tay 60 khoai giùm mình, chất rất đẹp nha. 60 nha. Phơm 60kg đổ về mặc được giùm mình nha. Ờ, nó có rách rách ngay chỗ này nữa nè. Cái chị Phan Khiết Phương đã khi chia sẻ nè. Nè, nè. Có rất rất ba đường cái này nè. Nè, áo này mặc rất là màu đen luôn á. Áo bấm áo ha, áo 60. Ok chị Hương 60. Công chúa thiết kế luôn, quá đẹp luôn. Xe 100 khoai, bạn nào lấy bấm cho mình 100 đồng. Xe M ha. Xe M giùm mình. Cái này bữa lấy nhiều tiền không biết. Tiền phí vận chuyển qua 100 đồng còn chưa đủ. Ai lấy công chúa, bấm công chúa 100 đồng nha. Quá đẹp luôn. Rất đẹp hàng thiết kế nha mọi nha nè. Kèm mút ngực luôn. Kèm mút ngực luôn cho mình luôn. Đẹp cực kỳ. Xe M nha. Xe M. Ai lấy đầm bấm đầm 100 đồng thì mình ha. Cái này bữa cũng ai lấy mà quên ghi. Tự nhiên ghi đầm đen. Trời ơi, ta lấy không ghi tên, ta ghi đầm đen mấy mọi người. Tôi không biết ai lấy luôn á. Quá nhiều à. 120. Ai lấy bấm cho mình 120 khoai nha. Xe L. L, XL mặc được nha.
62 kg đổ về form này. Rất đẹp luôn. Anh lấy đen bấm đen thì mình hang chắc là chất thun cô tông xịn nha bạn, thun cô tông xịn luôn, chuẩn hàng Quảng Châu. Anh lấy đen bấm đen 120 khoai nha, xe L XL mặc được, hơn 62 kg đổ về mặc thoải mái như mình. Lấy đặt bấm đặt nha, 120 khoai. Lấy đen ok rồi, Alibaba nè. Alibaba 120. Lấy cái đầm 120 đúng không? Cái laptop xài ớt nha bạn nha. Laptop xài ớt nè. Laptop hàng chính phẩm luôn nha. Bữa nay sale cho mọi người bao nhiêu? 60 khoai luôn. Sale 60 khoai luôn. Trời ơi, cái này lên tao bao cũng mua đã ăn trăm mấy chục khoai. Cái này mấy bạn mua phải mua từ tháng 9 cho lên. Chất rất đẹp, chất hàng chuẩn Quảng Châu nha mọi người nha. Lấy áo bấm áo nè, cái ớt mặc được thôi nha. Áo 60, cái ớt có màu đen và màu trắng nha. Màu đen và màu trắng. Đây là cái bộ này, đồng bộ nha. Bộ này phông to nè, lai phụ chai quảng xuề là đây, bộ rất đẹp luôn. Ai lấy bộ bấm bộ giùm mình nè, ai lấy bộ bấm bộ giùm mình 100 đồng luôn, 100 đồng luôn bộ giùm mình, size M L mặc được giùm mình, M L mặc được giùm mình ha, rất đẹp. Ai lấy bấm giùm mình 100 đồng, quần có túi luôn, quần ống á, túm ống luôn mọi người, nhìn bộ chưa. Ai lấy bộ bấm bộ giùm mình 100 khoai thôi. Form là M, L mặc được ha, 60-62 kg đủ về. 60 kg đủ về là mặc đẹp luôn. Bộ đẹp không ai lấy ta. Bộ đó quá đẹp luôn mà mọi người không ta. Quần đất dinh lửng nè, nó để là xe M mọi người. Nè, nó để là xe M đó. Này khoảng 50 kg, 52 kg ha. 50-52 kg. Ai lấy bấm cho mình 50 khoai luôn. Xem luôn 50 khoai hàng Quảng Châu nha. Let's gin. Chị lên máu đầm. Đầm chị hết rồi. Còn có mấy cái thôi con ơi. Còn có mấy cái này thôi. Có lộn xộn vô đây một ít thôi, chứ nó cũng không có nhiều đầm luôn. Người lên qua. Ok Ngọc Vy 50 nè. Ôi con này hàng đẹp nhức nách vậy mấy bạn cũng không thích hả? Con này mặc lên dáng rất đẹp luôn đó, body giùm mình ha, kèm mút ngực luôn giùm mình, hàng chuẩn xịn luôn nha. Cái này là hàng rất là xịn luôn đó, bạn nào lấy bấm giùm mình 150 khoai. Nhức nách không, nằm body đuôi cá đẹp lắm mấy bạn. Hàng cái này xịn, mấy bạn mò thử cái đậm lại bạn phái liền. Ủa xanh 100 ok. Ngọc Vy 50 ok. Sao gì chị sẽ ớt cưng? Sẽ ớt cưng. Cưng mặt chừa sẽ ớt thôi, tại vì nó hơi nhỏ quá. Lấy cái đó về mặt thử đi, không nhức nách nữa thôi. Không nhức nách. Nhận hàng mà thấy không nhức nách là trả lại. Đây. Ôi, ôi. Chân váy này cũng nhức nách nữa nè. Trời ơi, nó đẹp. Tôi nói size M mặc được mấy bạn. Lấy cho em đầm đi. Ok cưng nè. Size M. Bạn nào lấy chân váy bấm chân váy 150 khoai. Cái này là hàng xuất sắc luôn. Khỏi nói nhiều luôn. Trời ơi, mấy bạn đi tiệc rồi, mấy bạn sexy rồi này kia đó. Và M
ML mặc được giùm mình nha. ML mặc được giùm mình 58kg dê về là mặc ok hết. Ai lấy chân váy bấm chân váy giùm mình là 150 khoai ha. Nhã nhã nè. 150. Cái này 150 khoai luôn. Cái này 150 khoai. Trời ơi cái này nó đẹp gì mà mấy bà không lấy à. Cái này mình có thể mặc tẹt dai ha. Mình mặc da chơi trên tẹt dai cũng được. Size ML mặc được nhé. Resize ML mặc được. Ai lấy bấm cho mình là. Ơi cái này cái zoom mọi người ơi. Cái zoom. Ai lấy zoom bấm zoom 150 khoai nha. Zoom rất đẹp luôn à chị Nga. Thích kiểu này không? Nó không có co giãn nhưng mà cái này mặc nó không có ôm. Nó gọn gãi thoải mái lắm. Lấy zoom bấm zoom 150 khoai giùm mình zoom dài nha mọi người nha. Nè. Có lớp lót bên trong này kia đủ thứ hết. Chứ nó không có phải một lớp von không mà mỏng le mỏng lét nha. Ai lấy zoom bấm zoom giùm mình 150 khoai luôn. Cho mấy bà còn mấy con hà xịn không mà mấy bà không chốt cũng CM đấy bạn, đầm cổ yếm CM giùm mình nè, nó sẽ tới dưới đây nha. Trời ơi khoét cái nách nhìn nó đẹp thôi rồi luôn. Anh lấy đầm bấm đầm sale luôn, cái này 150 khoai luôn. Hàng này hàng cao cấp nhưng chất rất là đẹp luôn, chất rất đẹp luôn chị Nga ơi. Thử cái này coi được không, có co giãn nè. Chất đẹp cực kỳ luôn, 150 khoai luôn. SM mặc được mấy bạn, SM mặc được nha. Thằng nào lấy bấm giùm mình 150 khoai. Hàng nó co giãn mà nói chung là cái chất nó hàng nó xịn lắm. Hàng rất xịn luôn. Sao áo này mình cũng thấy đẹp mà sao không ai chốt ta. Áo này cũng mình cũng thấy quá đẹp luôn á. Nè, ai lấy bấm trăm đồng giùm mình ha. Lấy bấm trăm đồng giùm mình. Ôi, áo ở dạng rất tốt á là. Bạn nào mua đen nè. Xéo qua xéo lại. Rồi cột xuống eo, rồi cột vòng vòng cái bụng á. Anh lấy áo bấm áo giùm mình ha, 100 đồng. Size là size ML mặc được hết trơn luôn. Thoải mái. Anh nào lấy áo bấm áo 100 đồng. SML. Chung là nó đi size size nào cũng mặc được hết. Tại vì nó có dây cột eo đó. Bằng eo tới đâu bằng cột tới đó. Lấy áo bấm áo nha. Form 60kg đổ dày mặc vừa giùm mình luôn nha. Thoải mái. Anh lấy dày bấm dây 60. Hàng chắc của Hàn Quốc luôn. Anh lấy áo bấm áo 60 mình ha. Ok Lisa nè. Phát von nè mọi người. Ôi phát von. Trời ơi. Phát von tiểu thư nha. Nè, phát von nhưng mà tay tiểu thư giùm mình luôn. Đó. Tay tiểu thư giùm mình nó không có cái nút gài nha, không có nút gài đó. Bạn nào lấy bấm giùm mình bao nhiêu? 30 khoai phát von giùm mình. Tay tiểu thư rất là đẹp luôn. Đó.
Anh ấy bấm cho mình 30 khoai ha, cái này resize, size nào cũng mặc được hết. Anh ấy khoát, bấm khoát 30. Cưng, chị chưa gửi này cho cưng nha, không biết xui. Ừ, bên đây chị thấy Ngọc Vy bấm trước với cưng. Này, size S, M mặc được, L mặc được luôn mà. S, M, L để có thể mặc được giùm mình ha. Cái này cái băng thun rất là đẹp luôn. Ai lấy đầm bấm đầm giùm mình 150 khoai giùm mình ha. Ráng kiếm cho em cái nữa coi. Cái y vậy hả? Phơm này xa 58 kg đủ về mặc được. Tặng 10 đồng ha, rất là đẹp. Áo dây ở trên là dây xích mấy bạn. 10 đồng. Bạn dây giặt kim chị. Gì quý vị, cái này nó size nó quá bự luôn quý vị ơi, nó size nó tới XL đó. Đây mình mặc là tới dưới đây luôn gì nè đó. Mấy bạn nào mà thích mặc là phải mặc cái áo ấm trên mà thôi, bự quá đi dục qua bên luôn đi, cầm quá mặc cầm dễ thích. Trời ơi, con này tôi order tao bao về hết 120 khoai nữa. Đặt order về giờ xong không lấy nè, xả ra nè. Hai lấy bấm cho mình 100 đồng chắc là bao đẹp. Vốn của tôi là 120 khoai, đặt tao bao order về nè mấy bạn. Rất đẹp luôn. Hai lấy laptop phơm gạo 100 đồng giùm mình, chắc là hàng cô Tâm, siêu đẹp luôn, xịn luôn. Ký đổ về, ai lấy xám bấm xám giùm mình 60 khoai ha, ai lấy xám bấm xám 60 giùm mình, xám 60 quý vị ơi.
Phương 60kg đổ về nha, 8-60 khoai. Để lôi cái bọc này ra, theo tiếp cho mình.
rất là đẹp. Cái này hàng xịn luôn, chất rất là đẹp đó. Anh nào thích mặc cục tay này mát mẻ nè, lấy vàng bấm vàng 80 khoai giùm mình. Thôi em cho nó cầm đi kéo, bỏ đi kéo lên kìa. Mama.
Xem mờ này dạng của nam nha bạn nha. Đó. Của nam mà nói chung là mấy bạn nữ cũng cũng thích mặc cũng được. Đó. Mấy bạn nữ mà tầm xem đờ cũng thích mặc cũng được. Sắc hàng của tâm luôn nha. Lấy bấm cho mình 50 khoai luôn nha. 50 sắc mắt. Sắc mắt 50. Nam nữ đều có thể mặc được. Sắc mắt hàng của tâm luôn, 50 khoai. Coi cái dạng ở dưới nó quấn quấn bóng lên, chất nó rất là đẹp luôn mấy bạn. Tay là tay tay phòng, tay ấy, tay sợ gì nè, quá trời đẹp luôn. Ai lấy đỏ bấm đỏ 100 khoai, đỏ 100 khoai phơm rộng nha, phơm rộng rất đẹp nè. Ai lấy đỏ bấm đỏ 100 đồng giùm mình. Này có quần không bạn? Có. Không coi quần hả? Nghĩ coi áo quá hả? Nghĩ coi áo quá hả? Coi quần lên quần liền. Xin L. Xin L nè mấy bạn. Coi Huỳnh Ngọc Mỹ. Trời ơi cái áo này nó hàng nó rất là xịn luôn nè. Bán giá 150 khoai nè. Giờ bán 100 đồng. Quần xem bốn nút đã bạn, bốn nút đây, bốn nút lưng cao giùm mình ha. Bốn nút lưng cao này size L mặc, size L mặc giùm mình đó, co giãn thoải mái giùm mình ha, co giãn thoải mái đó,
có co giãn thoải mái cho mình. Bạn mặt lưng cao là mặt lưng cao vậy nè. Ai lấy bấm cho mình bao nhiêu? 120 khoai luôn. 120. Quá đẹp luôn. 120 giùm mình nha. Ai lấy quần bấm quần 120 size L nha mấy bạn. Size L. Quần 120 ok mua mua. Xanh bữa nay còn màu đỏ nha bạn nha. Nó sale luôn cho bạn 100 đồng nè. 100 đồng XML đều có thể mặc được. Rất là đẹp nguyên set luôn. Đây, đẹp chưa? Nguyên set luôn, bạn nào lấy bấm giùm mình 100 đồng hàng Quảng Châu luôn á, quá đẹp. Rất dài ha. Alibaba ok. Nên nguồn sẽ lớn cho coi. Để mình quần riêng 62. À quần riêng 62 ok. Đây, có set này có 100 đồng mà màu đỏ, bạn nào lấy SML thì có thể mặc vừa. Đây, quần này là toàn là 62 65 kg, 62 cho tới 65 kg là mặc bao thoải mái luôn mình ha. Đen nè. Này co giãn thoải mái nha, đen 150 giùm mình. Đen 150 ha. Co giãn thoải mái nè. Form như này nè bạn. Nó không phải lo bự nè. Nó vừa phải như form hơi bé kia tí xíu. Xe bự nha bạn nha. Co giãn không có. Co giãn thoải mái luôn. Co giãn thoải mái. Nói chắc này là co giãn thoải mái luôn.
vừa có dáng mà chất lại đẹp nữa. Phơm loe luôn mới ghê chứ nè. Phơm đẹp ghê chưa nè. Phơm ống loe hơi le le ra, phơm hot trend luôn, có size bự luôn. Ghê chưa? 150 khoai thôi. Size này size XL nha bạn nha. Các bạn size nhỏ đừng chốt nha. Có 10 có 2 kg thôi chứ. Đây, xanh nữa nè. Xanh luôn. Xanh này cũng phom loe luôn, co giãn thoải mái luôn nhìn mình luôn. 150 khoai luôn. Phom ống loe, phom hot trend giờ đó mấy bạn. XL nha. Giãn thoải mái luôn, 150 khoai luôn mình. Cái bận còn mấy cái này thôi, còn cũng mấy cái thôi chứ cũng không có nhiều. Nè, cái này quần, cái này quần nam nữa bạn. Nè, bạn nào có chồng người yêu gì size bự mặc 2XL. Này tầm XL của nam thôi nha. 75-78 kg độ dày. 75-78 kg độ dày là 150 khoai luôn của nam nha mọi người nha. Của nam. Của nam màu đen của nam ha. Nào lấy cho chồng mặc cũng được. Cho em xem vài cái quần size S đi chị. Ờ lục tươi đi kiếm nha. Ê, cái này đẹp nè bạn, bạn Alibaba ơi. Nè. Cái này quá xuất sắc luôn nè, nè. Ba mặt vừa đúng đẹp luôn á nè. Phơm như vậy. Phơm nó là phơm hơi loe nè. Phơm hot trend bây giờ, phơm modern bây giờ đó nè. 150 khoai. Co giãn thoải mái. Co giãn thoải mái. 150 xanh ha. Phơm giống như Becky nữa nè, xe ớt nè. Này là quần giống như quần nè, mình mấy 60 mặc nó cục dày ngang đó. Mấy bạn thấp thấp người thì mặc vừa, không có bị dài. Xe ớt 150 khoai ăn co giãn thoải mái cho mình, có co giãn. Ớt 150 phơm tới đây. Chỉ được có con này à. Tem Hàn Quốc luôn, có cờ Hàn Quốc luôn, xe ớt mà nhỏ xíu luôn, vừa đó. Xe ớt có co giãn luôn, chất rất đẹp luôn, 150 khoai luôn, xuất sắc. Còn em dài quá không? Không, mấy cái này à, cưng dừa đó cưng. Xe ớt có XL nữ không? Có, có XL nữ nha. Này sẽ ớt cân dừa nè. Đây nhỏ xíu.
chắc dài lắm. Xe ớt nhưng mà phơm lo rộng dài quá à. Này mấy bạn cao hả lấy nha. Thấp thấp người là phải về phải đi lên lai à. 150 khoai luôn. Nhức nát chưa? 150. À vậy hả? Cái này cái tem khác. XL nè. 150 phơm loe nha. 150. Sẽ XL nha mọi nha. Là cỡ mình mặc á. 65 kg. Có 2-5 kg là ok. Có giãn thoải mái luôn. Đây. Sẽ bự hiếm lắm mấy bạn. Cũng còn có mấy cái nữa là hết rồi. Nó sẽ bự á. Sẽ XL nha. Cái quần này là coi giãn thoải mái cho bạn luôn. Phơm loe như vậy giùm mình đó. Quần dán loe dán hết trên đẹp chưa, để mình mặc cái quần này vô thử cho mọi người mình thấy đẹp quá. Hơi bị chậm. Mình bự quá mình mặc hơi bị chậm. Trời ơi phải vừa tôi lấy tôi mặc luôn. Trời không gì hơi bị chậm rồi. Khoảng 62 kg mấy bạn, 62 cho tới 65 kg thôi giùm mình nha. Tại vì mình là tới 68 kg, 67 kg rồi. Mặt nó hơi bị ôm. Mặt hơi bị ôm. Em 65 kg, cao 1m6 vậy là vừa cưng. Chị là 67 kg mấy, gần 68 kg luôn. Chị 68 kg luôn. Mặt hơi ôm chút xíu à, nhưng mà nó có co giãn á. Cưng mặt 65 kg là mặt là vừa đẹp luôn á. Rồn lãn 150 nè. Quần đen nữa nè, quần đen cũng còn mấy cái size bự thôi mà. Ủa, cái này kêu của quần cũng đàn ông. Quần này quần đen chị cũng cao 1m6 luôn nè. Màu nó lợt hơn cái hồi nãy nha. Đây cái này màu đẹp hơn cái nãy luôn á. Màu cũng lợt hơn nè. Cũng co giãn thoải mái luôn cho mình. Co giãn thoải mái luôn chị. Nè, XL luôn, 150 khoai. Phơm loe luôn chị luôn. Nè. Phơm cũng giống nãy vậy đó. Nè. Giờ là đang hot trend cái phơm này mà. Đây báo chị nó để xanh. Đây. Còn cái màu đen nữa nè.
đen này coi giãn thoải mái luôn thì mình luôn. Phơm không? Phơm quần à? Chuẩn phơm quần chưa? Bự nhưng mà rất là đẹp, chứ không phải bự mà dạng xấu xấu luôn, như sư phương đó, le le hot trend đó. Đẹp cực kỳ luôn, chắc coi giãn thoải mái ha. Đó đó chị. Xanh với đen. Ok là cưng tổng cộng lấy 3 cái đúng không? Cái quần gố nè mọi người ơi, xe ớt. Ai lấy ngố xe ớt nè, có co giãn giùm mình nha, ngố xe ớt. Ai lấy ngố bấm ngố 120 khoai giùm mình nha. Ngố 120. Ok cưng nè. Yeah.
Yến size XL nha, bạn nào lấy bấm cho mình 150 khoai luôn. Size này là size XL nha. Đẹp không? Dễ thương chứ bộ. Đâu phải size bự là nó không có đồ đâu. Size nhỏ có đồ gì thì size bự có đồ đó. 150 khoai size XL giùm mình. Đẹp chưa? 150 khoai. Có yếm nhỏ không? Không. Yếm nhỏ ngày qua bị Mỹ lấy. Yếm nhỏ ngày qua bị Mỹ lấy. Bị Mỹ lấy khóc trước từng. Ok bạn rồi, làm 150. Xả cho mọi người 100 đồng CL. CL 100 khoai quần ống ống sung lo nha các bạn. Sung lo. Mấy bạn mà tướng cao là mặc là nhức nách luôn á, 100 khoai thôi. Xả. Rất đẹp luôn. Màu nâu hôm nay. Nãy có vô chia sẻ. Nãy có vô chia sẻ. Vô chia sẻ rồi đi ngủ rồi. Lại bà cái nghe đó. Có đúng gùng nó à. Lấy quần bấm quần giùm mình thêm 100 đồng. Hào. Sọt nữa nè. Xe mờ sọt nè bà. Sọt xe mờ chất này rất đẹp luôn nè. Hàng xịn luôn nè. 100 đồng luôn giùm mình sọt 100 xe mờ. Xe mờ sọt 100 nha. Đây. Em M luôn. Em M Becky. Em M form Becky giùm mình đây. Có sẻ với cái ống gì ha nè, form Becky. Em M 150 khoai. Mama, lấy M bấm M 150 khoai. Chị ơi, vải gì vậy? Chị ơi, vải gì vậy là gì? Cưng hỏi gì vậy bé? Chị hỏi gì và vải gì vậy? Ok chị Hữu Hương. Trời ơi khóa quá trời lên mùi ơi, đi xuống đi con. Kéo cái cửa lại để mũi nó vô. Kéo cửa lại để mũi vô. À kéo rồi hả? Ok ok cưng Thúy Lê nè. Mama.
Dài lắm không chị? À, ngồi cái quần nào? À, quần đó thì tương đối là dài à. Phải tầm 1m6 mặc là ok. Nếu như mà cưng dưới 1m6, dưới 1m6 là phải lên lai à. Dưới 1m6 là phải lên lai. Mình phải mang dài dài thể thao cao đấy. Mấy cái form mà cái dài á, cái dài mà lo lo đồ này kia á, cũng vừa nhưng mà nó sẽ hơi dư lên chút cưng. Mang dài thể thao hơi cao cao chút là ok. 150 chị ấy lấy rồi nè. Chị Khang Thiết Phương. Chị cao 1m6 nè. Chị đo vô chị mà cưng thấy là ok, là cưng ok đó. Cũng xin chắc không có bao nhiêu đâu. Ủa ơi, té con ơi. Xem M ha. M. M. Đó. Cái này mặc hơi lên cao chứ đó. Cái này mang dài lên nữa là ok mọi người nha. Mình 1m60 khoảng. Ồ, 1m60 đó. Là ok đó. Ống suông rách 150 khoai. Ai lấy lên mã rách giùm mình xem M nha. Quần lưng cao hàng kép cao chút xíu. Cái này mang dài lên nữa ok nè. 1m60 là mặc ok á. Chưa đi 150 khoai còn cũng vài cái nữa là hết rồi mấy bạn ơi. Rồi té con ơi. Đây xem M nữa nè. Nè cái này vừa nè. Lưng cao thì bạn phải mặc cái lưng nó cao chút xíu rồi mấy bạn đâu thể mặc tuột dưới đây được đâu, đúng không? Loại lưng cao thì mấy bạn phải mặc nó lưng cao này, mang dài thể thao lên nữa ok nha. 150 khoai luôn. Ai lấy này, cái này thì bạc, nó bạc hơn chút, màu nó riêng nó bạc trắng hơn chút. Cho Thanh Hà bye bye một lấy tí có được không? Cái quần nào cưng? Xem quần nào bé. Xem quần nào cưng? Đây. Quần này cũng này. Đẹp ghê chưa? Quần này thì quần dài mét ghi mấy bạn. Quần mét ghi thì nó không có dài. Nó không có dài, nó vừa mình mặc. Ai lấy cái quần mét ghi này thì là mét ghi ha. 150 khoai. Mét ghi 150 nè. Hôm nay mấy bạn mà sợ dài quá đó. À, còn size XL nữa không chị? XL hiện tại là bên đây là chị hết rồi cơ. Vài bữa nữa ngày mai đi. Nào chị rảnh rảnh chị soạn ra cho. Còn hàng mấy lộn xộn á. Kaki, à quần kaki màu vàng đúng không? Đây nè. Không phải kaki, nó ghim mỏng không phải kaki nha. Nó là chắc kia, không phải kaki nha bé. Nè, quần này là phun suông dài nha. Đó. 100 đồng. Phun ống suông á nè. Ống suông lưng cao đó. Giờ đó. Nó hơi dài nha, cái này phải mang dài lên nè. Mấy phun này là nó dài dài vậy không đó. Nó không có mà ngắn ngắn như mấy cái quần ôm của mấy bạn đâu. Đây nè. Chân quấy nè, xe XL nè. Chân quấy này xe XL luôn như mình ha. Đó. Chân quấy này xe XL. Thấy không? Đẹp không? Dễ thương mà. À, chân quấy này XL nè. Cái này á, mấy bạn có thể tăng đưa vô. Mấy bạn ốm thì mấy bạn có thể gài vô. Mà mấy bạn mà mập thì mấy bạn thả ra. A tì, cho mẹ hạ trâu. Cố xuống đi. Dạ. Con ơi, hồi nó té bây giờ đây. Bơ. Hả, còn sẽ cho chúng em để em để chị lựa ra cho. Nè, chân váy size XL nha bạn. Ai lấy bấm giùm chị 120 khoai thôi. Chân váy 120 khoai size XL. Mấy dài luôn.
Rồi ok, chắc mình phải xuống quá mấy mọi người ơi. Nè cái quần này cũng sale 100 đồng luôn nè. Đáng bạn mai mua sale 100 đồng. Chắc rất đẹp luôn, sẽ M ML mặc được đó bạn. Có co giãn. Đẹp chữ bụng nè. 100 khoai luôn. Rồi đi xuống nè. Lấy váy, ừ ok. Mấy cái mà đẹp đẹp vậy mà sai bự hiếm lắm, đâu có đâu. Lâu lâu mới có một ít á. Chỉ dồn lại á. Không ai ít thêm không? Thường nó đưa sai S, sai M thì như nhiều lắm. Sai M. Không, không hút đâu. Mà tất cả. Ok bạn còn. Action. Còn lãnh M 20. Trời ơi thằng mất nước. Có váy M, quần M không chị? Quần M từ nãy giờ lên M quá trời luôn á cưng. Đừng có giục đầu xuống. Má chị mấy cho quay. Blue mà má blue. Quay chị nào. Xem L, XL mặc được nè. L, XL mặc được ha. Chân váy dập ly giùm mình. Đó, dập ly. Siêu đẹp luôn. Đó. Anh lấy bấm cho mình 100 khoai. L, XL mặc được cái váy này rất là đẹp luôn nè. Dập ly toàn bộ luôn mình. Ừ, nó té con ơi. Đừng có lấy đồ cực tùm lắm. Von giùm mình nha. Ai lấy sơ mi von. Trời ơi. Sơ mi phần rộng có túi luôn nè. Ai lấy Mickey, bấm Mickey 100 đồng giùm mình. Quá xuất sắc. Von phong phong cách dáng dài đẹp lắm. Ai Mickey, bấm Mickey 100. Ui da. Rồi thôi, bây giờ mình xuống mọi người ơi. Nó quậy quá rồi, đi cho nó ngủ. Xuống à. Ngày mai mai gặp lại mọi người. Ngày mai có cái này hả cưng? Mickey đúng không? Ngày mai có hàng mới về nha mọi người nha. Ngày mai sẽ có hàng mới về, cho nên mọi người nhớ bấm like theo dõi trang để ngày mai mình like là nó sẽ hiện lên nha. Cưng lấy chân váy hả? Cưng lấy áo sơ mi vậy cưng? Giờ nó quậy quá trời rồi kìa. Ủa ôi thiệt, nó chán muốn lên mà hả, nó quậy quá trời luôn, chịu không nổi. Mickey ok chơi. Bút xịn. Mickey 100. Ron lãng. Cứ ghi cái Mickey thằng Ron lãng 100. Ok. Rồi, xuống nha mọi người. Xuống ngay ngày mai lên nữa mọi người ơi. Trời ơi, quậy quá trời. Củ dao nã nó cơ tung khen tới y phục. Chào. Bye bye mọi người nha. Ngày mai gặp lại nha. Chị hàng sale. Dạ quần có một túi chị hơn. Quần ống rộng có một túi từ trên xuống như vậy nè. Đó, mẫu em đang lên là bộ bà ba một màu, quần ống rộng nha, quần ống rộng. Rồi bộ đen, chị nào thích bộ đen, chốt bộ đen kèm size giùm em, có size từ size số 1 đến size số 5 nha, 45kg đến 70kg. Chị Bạch Mai, một bộ sen đậm 60kg. Chị Bạch Mai 60kg cao bao nhiêu chị? Lên số điện thoại giùm em, chị Bạch Mai ơi, 60kg cho em thêm chiều cao. Chị Thúy Hằng, một bộ màu đen, một bộ màu hồng hay sao chị? Chị Lý Hằng chốt màu gì chị? 63kg mặc size số 4 nha. 63kg chị mặc size số 4. Rồi chị Bạch Mai, màu hồng sen đậm lên cho em thêm chơi chiều cao nha chị. Để em lao coi nữa, chị mặc size 3 hay size 4 nha. Rồi chốt bộ đen giùm em đi chị ơi. Chị Thúy Hằng nè, chị Thúy Hằng lấy màu gì chị đẹp ơi?
Chị Huệ Lê 55kg 1m56 là mặt size số 2 cho em nha chị. 55kg 1m56 mặt size số 2. Rồi bộ đen ha, chị nào thích bộ đen chốt bộ đen giùm em. Mẫu em đang like là ống rộng rồi chị. Đang like ống rộng mà lấy ống nhỏ có đâu mà em lấy. Ống nhỏ mẫu khác nha chị Thúy Hằng Linh ơi. Chị muốn ống nhỏ em lên ống nhỏ cho chị lựa. Còn mẫu này em đang lên là ống rộng nha chị. Chị Bạch Mai đâu rồi ta, 60kg cao bao nhiêu chị đẹp lên cho em chiều cao và lên số điện thoại em mới chốt đơn được nha. Chị Thúy Hằng ơi, mẫu này là ống rộng chị có lấy không? Chứ mẫu này không có ống nhỏ nha chị. Mẫu này không có ống nhỏ. Màu xanh rêu, cái mẫu này em còn size số 2 thôi chị, còn mẫu khác thì em còn đủ size. Mẫu viên đá em còn đủ size nha. Các chị chấm like tương tác lên giùm em chứ mấy chị ơi, tối nay em bị gì rồi, view nó không lên. Chị Văn Dung Trần, mẫu em đang lên 140.000 một bộ ha chị. Rồi màu xanh rêu, mẫu này em còn size số 2, 50-55kg. Chốt bộ xanh rêu giùm em nha, size 2, 50-55kg. Ống nhỏ thì em hết màu đen rồi nha chị Thúy Hằng ơi, bộ ống nhỏ em không còn màu đen. Bộ ống nhỏ em không còn màu đen nha chị đẹp ơi. Chị Bạch Mai lấy size số 4. Rồi ok chị thôi, em chốt cho chị một bộ hồng đậm, sen đậm size số 4. Nha chị Hoa Ruby ơi. Rồi màu xanh rêu, mẫu này em chỉ còn size số 2. Đây ha, em 45kg, mét 55 em mặc size số 1, bộ này số 2, mặc còn rộng lên với chị hơn 50-55kg là mặc đẹp nha. Chắc co giãn mạnh cho em nè. Xanh rêu chị Huệ Lê, chị Huệ Lê là nãy size số mấy ta? Size số 2. Rồi ok em chốt bộ xanh rêu này cho chị Huệ Lê nha. Ok chị. Xanh riêu này em còn bộ số 2 thôi. Chị chuyên hàng sale, chị lấy qua mẫu khác giùm em được không chị? Mẫu đính đá đó chị. Đính đá 150.000 một bộ. Mẫu em đang lên là mẫu kho thiêu. Dạ, còn mẫu áo trơn chị Khánh nha. Em còn, chị chờ em xíu lên cho. Cái này chị Huệ Lê. Dạ đúng rồi, hai bộ là miễn ship. Một bộ là ship 25.000 nha mấy chị. Chị chuyên hàng sale, chị lấy size mấy chị đẹp? Bộ một màu ống nhỏ. Bộ một màu ống nhỏ bây giờ là em chỉ còn size 2, size 4 và size 5 thôi nha mấy chị. Size 2, size 4 và size 5 nha. Hết size 1, size hết size 3. Bộ một màu quần ống nhỏ ha. Đây, ủa lấy nhầm rồi, bộ đó quần ống động. Chị chuyên hàng sale, chị tính lấy bán hay là sao vậy chị? Đây bộ một màu quần ống nhỏ giùm em nha. Bộ này size số mấy mình thấy nó to nha. Chờ chờ em một xíu. Em kiếm bộ nào size nhỏ hơn. Đây ha, bộ một màu quần ống nhỏ thôi mấy chị. Đó, là cái quần nó ống tầm này, ống nhỏ chứ không phải ống túm đâu nha. Ống nhỏ chứ không phải ống túm. Chị Nguyễn Khánh ơi, em đưa màu lên cho chị lựa nhanh giùm em nha, tại vì em chưa lên mẫu đó chị. Tại mẫu áo trơn em chưa có lên.
chị lên chiều cao khăn nặng cho em, gửi hình qua cho chị lựa thì chị không chịu lên. Rồi bộ bà ba một màu quần ống nhỏ 145.000 chị Hơ, đính đá, mẫu này đính đá nha. Hả? Đính đá. Rồi màu em đang lên là màu tím phế đậm đính đá thì em còn size 2 và size 5. Chốt bộ tím phế đậm đính đá size 2, size 5 giùm em nha. Rồi lên giùm em màu tím phế đậm size 2 với size 5. Tím phế đậm này em còn size 2, size 5 mấy chị. Chị Hoa Ruby, quần ôm. À, chị lên size giùm em coi còn size không nha chị. Mẫu này em còn size size 2, size 4 với lại size 5 không ạ. À. Hết size 1, size 3 chị lên cho em coi thử là chị có nằm trong size 1 với size 3 không. Rồi bộ em mặc là màu tím Huế nè. Em đang lên là quần ống nhỏ mấy chị. Ống nhỏ là nó có 2 túi. Còn ống rộng nó có 1 túi nha. Rồi chị Thánh Vân đâu rồi ta? Đây. Em lên áo màu trơn nha, em đưa màu nhanh chị coi màu giùm em nha. Mét 50, 52 kg là vừa số 2 nè chị. Đó, em đang mặc bộ này số 2 luôn, đẹp nè. Tím Huế. Tím Huế ha, em còn size 2, size 5. Rồi, tím này lên giùm em tím cẩm. Quần ống nhỏ chứ không phải quần ống tấm nha quý chị. Ở này lên giùm em màu tím cẩm nè. Mẫu theo còn màu gì hả? Chị lên cho em chiều cao cân nặng em coi cỡ size chị còn màu gì em đưa lên cho nhanh nha chị Chiên Hàng Xeo. Rồi tím cẩm giùm em nha. Tím cẩm này em còn size 2, size 5 luôn nè. Chốt cho em bộ tím cẩm size 2, size 5. À, tím cẩm size 2, size 5 giúp em nha. Màu tím cẩm. Rồi màu hồng đất, nãy chị nào hỏi em màu hồng đất. Chị Chi Hàng Xeo lên cho em chiều cao cân nặng đó. Em coi thử là mặc size nào nha chị. Hello chị Sang Yến. Rồi màu này là màu hồng đất cho em nè. Hồng đất này em còn size 2, size 4, size 5. Chốt giùm em hồng đất 2, 4, 5 mấy chị. Hồng đất size 2, size 4 và size 5. Lên bộ hồng đất giùm em. Chị Hiền ơi, cái bộ em đang lên là quần ống nhỏ chị. Còn hôm qua cái mẫu quần ống rộng là không có size 5 chị. Hết size 5. Bộ em đang mặc là quần ống nhỏ mà. Bộ em đang mặc là quần ống nhỏ chị. Hôm qua có đơn đơn chị Cẩm Thứ 55-58kg 1m50 là chị mặc size số 3 nha chị Chiên Hàng Xeo. Chị Cẩm Thứ hôm qua chị có bộ nào không? Sao chị chốt đơn em không thấy có bộ nào hết trơn á. Chị Hiền ơi, cái bộ em đang lên là quần ống nhỏ. Còn mẫu hôm qua mình chốt là quần ống rộng á chị. À, chị Chiên Hàng Xeo là size số 3 đúng không? Số 3 còn nhiều màu lắm chị. Rồi chị, cái mẫu hoa thiêu này em còn màu đen size số 3 nha, 55-60kg em còn màu đen.